Một chương trình đến từ nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như Entertainment. Bây giờ chúng ta sẽ mời Cảnh và gia đình ra đây. Rồi, cho một tràng pháo tay chào đón Cảnh cùng với mẹ. Rồi, mời anh ngồi nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, chào chị. Dạ. Chào Cảnh. Chị mẹ đơn thân bao năm rồi? Nhiều năm rồi Cảnh. Vừa quên tự nhiên nói cái hỏi. Bao năm cũng không nhớ, tại chắc lâu quá đúng không? Rồi trước lúc đó là chị đi làm thuê làm gì hay sao? Có rồi đó, đi lên Sài Gòn á, vô công nhân cắt chỉ rồi làm á, kiếm tiền tụi con á. À, mới về đây thôi. Suốt mười cả chục năm như vậy cứ là làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi Cảnh. Lúc chị nghe tin thì chị cảm xúc như thế nào? À, lúc đó không còn biết gì hết chứ. À, thằng em nó dẫn đi đâu, dẫn nó đi kêu cái gì làm đó chứ còn không biết, lúc đó không còn biết gì hết chứ. Trước lúc mà Cảnh bị tai nạn thì Cảnh làm cái gì? Dạ, con làm hồ. À, thờ hồ. Dạ. Rồi cái hôm đó sao mà mình làm hồ mà sao mình bị... Là cái ngày hôm đó là con đi làm với anh rể. Là sáng hôm đó là con với anh rể, con cùng trên một nóc nhà, là đang lập mái nhà cho chủ nhà. Rồi mạnh ai nấy làm công việc nấy thì quay lưng với nhau nên không, anh rể con không có thấy con được. Là con làm xong công việc của con xong, con đứng dậy mà trên tay con còn dư một cái sắt, nên là con cầm tính đem xuống, thì con vừa cầm đứng dậy thì điện ở trên nó phóng xuống cái cây sắt đó. Bị giật một hồi thì con ngã xuống, té xuống không biết gì nữa chứ. Đôi mắt của con nó còn tỉnh nhưng mà cái chân tay con nó không còn hoạt động được nữa, nó cứng đơ hết trơn rồi, nói chuyện cũng không nổi. Chủ nhà với mấy người xung quanh xóm đó, người ta xối bia cho con để giải bãi điện ra, rồi đợi đò chở con ra bệnh viện Cà Mau. Thì bệnh viện Cà Mau nói là ở đây cứu không nổi, nếu mà mổ sơ cứu xong thì mất máu nhiều quá, xong 3 ngày nó chết. Và qua cái câu chuyện bị tai nạn như vậy, Cảnh muốn nhắc nhở gì với tất cả mọi người? Dạ là nếu mọi người có một ước mơ hay là mọi người muốn làm công việc nào đó thì hãy chú ý và xem trước xem sau coi có an toàn với mình hay không, để sai một ly thì đi một đời thiệt. Em bây giờ thì muốn quay lại như lúc lành lặn thì không còn được nữa. Nên là bao nhiêu ước mơ thì cũng không còn được. Nên mọi người hãy cố gắng cẩn thận. Bây giờ Lập muốn hỏi Cảnh một câu thôi, là Cảnh có thực sự ổn không? Nếu mỗi ngày mẹ em cười thì em sẽ ổn. Mình chỉ cố gắng mình cười với cái nụ cười đó thôi thì nó thật sự không ổn đâu Cảnh. Lập không biết là Cảnh sẽ phải bám víu vào đâu để mà mình có thể, cái tinh thần mình nó được thật sự ổn á. Thì Lập chỉ có một ý này muốn nói với Cảnh thôi, là hãy nghĩ về mẹ nha. Yeah. Tại vì Lập thấy cái một cái câu của Cảnh nói là thôi chết cho rồi, nếu mà Cảnh chết thì mẹ làm sao, hiểu không? Bây giờ mình ngồi ở đây rồi, tất cả mọi người cũng đã thấy những cái ước mơ của mình rồi, thì Lập cũng hy vọng rằng là Cảnh phải ổn định lại cái tinh thần ha. Dạ. Để mà mình có thể xây dựng tiếp cái ước mơ cũ của mình thôi, bỏ đi, nó đã không đến được với mình rồi. Mình xây cho mình một cái ước mơ mới. Mình vẫn còn ngồi đây, mình còn có khối óc, mình còn có tư duy, mình còn cái tình cảm là mình có thể lao động được. Giống như hồi nãy là Như có chia sẻ là bản thân Cảnh cũng có một cái ước mơ là bán shop online đúng không? Dạ. Lập thấy cái đó nó rất là tiềm năng. Nếu như mình có cái số vốn rồi, mình mở cái shop online thì mình mở là shop của Cảnh nha. Dạ. Rồi mình sẽ kêu gọi tất cả mọi người ủng hộ shop của Cảnh mua. Và nếu như là ở gần nhà mình có anh chị em bạn bè nào đó thì đến cùng Cảnh mình gói hàng. Và Lập hy vọng rằng là tương lai sắp tới Cảnh sẽ là một ông chủ cho một cái shop của mình. Dạ. Cố lên nha. Cảm ơn những lời động viên của Quỳnh Lập.
Chàng trai này không xin bất kỳ điều gì và cũng không mong cầu bất kỳ điều gì, chỉ mong có một công việc, được làm việc và được sống với mẹ thôi. Chúng tôi nghĩ rằng là đến bây giờ chúng ta cần chia sẻ những điều gì vui hơn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có mời đến phim trường mẫu nhân vật bí mật. Hôm nay chắc có lẽ là Cảnh mà mẹ chưa biết đâu, nhân vật đó liên quan đến câu chuyện của Cảnh. Và bây giờ xin mời Hành Trình Ước Mơ sẽ mở cánh cửa để nhân vật của chương trình ngày hôm nay xuất hiện. Chị nghĩ đây là một người thân mà chắc là lâu rồi em chưa gặp, và em cũng rất là muốn nói chuyện với lại người anh rể này, cho nên là ngày hôm nay chị mời đến đây, và cũng như chị gái của cái Cảnh. Mình ở cách xa Cảnh không hay là ở gần? Ở xa, em ở bên Đầm Dơi. Hôm nay sự có mặt của chị ruột với anh rể Cảnh có bất ngờ không? Dạ có bất ngờ lắm ạ. Cảnh có nghĩ hôm nay chị mình sẽ tới không? Dạ không. Cũng xin nói một chút là đây là người anh rể mà đã đi làm việc với lại Cảnh. Và trong cái hôm mà xảy ra tai nạn và chứng kiến khoảnh khắc Cảnh gặp tai nạn, thì tại sao chương trình lại mời đến đây với tư cách là một nhân vật đặc biệt? Vì chương trình muốn kết nối lại cái sự yêu thương trong một gia đình. Tại vì Cảnh có tâm sự là từ lúc mà tai nạn xảy ra thì anh hình như có một cái gọi là anh cảm thấy có lỗi, và gia đình đã có một cái khoảng cách từ đó, từ cái tai nạn của Cảnh. Cho nên ngày hôm nay ngoài việc là mời Cảnh đến đây thì cũng muốn là cho gia đình mình kết nối lại cái sự yêu thương này. Chị vui mừng khi gặp em ở đây. Chị không biết nói gì hơn là chị mong em cố gắng vượt lên chính mình. Lo cho mẹ, cố gắng có nghị lực sống bên mẹ với chứ. Anh để muốn nói gì? Thôi anh cũng biết nói gì hơn. Cảnh bây giờ cũng đã bị dị rồi, thế bây giờ là anh cũng hy vọng Cảnh cố gắng sống tốt. Thời gian sau này đó là Cảnh cứ cố gắng lo cho mẹ, rồi mẹ cũng cố gắng vui vẻ với Cảnh, rồi Cảnh cho gia đình sum họp. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đồng viên nhau để vượt qua lúc khó khăn này, rồi cái gì nó cũng sẽ qua thôi. Chúng ta hãy hướng về phía mặt trời, ánh sáng sẽ đến với ta và bóng tối sẽ lùi lại sau lưng, không có vấn đề gì cả. Mình bây giờ mình cần động viên nhau, quên đi tất cả nỗi buồn đi Cảnh ha. Mẹ của Cảnh cũng vậy, chị cũng cố gắng vui lên. Ước mơ của Cảnh và gia đình để làm sao có một cái shop Cảnh hả? Shop làm... của Cảnh. Shop của Cảnh. Để làm sao ở shop của Cảnh sẽ có bán rất nhiều mặt hàng, và từ đó có nhiều khách hàng đến kinh doanh, thì có chị Quỳnh Như ở đây, chị cũng sẽ hỗ trợ giúp đỡ, có anh Quỳnh Lập đây, anh sẽ quảng cáo rồi kia cho ha. Đây rất là nhiều sẽ hỗ trợ cho shop của Cảnh. Chúng ta cho tràng pháo tay để chào đón và động viên cho hoàn cảnh của Cảnh. Một chương trình đến từ nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như Entertainment.